Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những giây phút tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin nóng hổi nhất. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 29 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, liên quan đến tình hình bão lũ tại Trung Quốc, ngay sau khi cơn bão số 9 đổ bộ vào phía nam tỉnh Quảng Đông cuối tuần qua, thì cơn bão số 11 lại tiếp tục đi vào tỉnh Phúc Kiến của nước này. Cơn bão với sức gió mạnh khủng khiếp với tốc độ gió giật cấp 8 khiến 115.000 người phải lập tức sơ tán. Hiện đã có 5 người mất tích do mưa lớn của bão gây ra. Theo đó, bão số 11 đổ bộ Đài Loan, Trung Quốc lần thứ nhất vào ngày Chủ nhật. Sau đó, nó có vẻ đã rời đi, nhưng rồi lại đổ bộ lần thứ hai vào ngày hôm sau trước khi giảm. Cấp độ từ bão mạnh rất mạnh xuống thành bão mạnh. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc MMC cho biết, khoảng 5 giờ 20 phút sáng ngày thứ ba, theo giờ địa phương, bão số 11 đã đổ bộ vào bờ biển huyện Đông Sơn, tỉnh Phúc Kiến, miền đông nam của nước này. Khi đổ bộ, sức gió tối đa vùng gần tâm bão đạt cấp 8. Ngay sau đó, khoảng 6 giờ 45 phút, cơn bão này lại đổ bộ dọc bờ biển huyện Nhiêu Bình, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc cùng với sức gió cao nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 khi đổ bộ. Gần 115 người đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm khi cơn bão tràn vào với tốc độ gió tối đa là 20 m/s. Trước đó, do ảnh hưởng của bão, một số khu vực ở tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông và đảo Đài Loan đã có mưa to đến rất to. Thành phố Phúc Châu, thủ phủ của tỉnh Phúc Kiến và phía đông của Đài Loan có nơi lượng mưa lên đến 261-382mm. Do tốc độ hoàn lưu còn sót lại của bão di chuyển chậm, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông sẽ liên tục có mưa. Lượng mưa tích lũy lớn và mang tính cực đoan, do vậy cần đề phòng thiên tai thứ cấp do mưa gây ra. Một số khu vực ở Phúc Kiến ghi nhận lượng mưa hơn 300mm chỉ trong 24 giờ. Trong khi đó, theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, bão gây mưa xối xả ở thành phố Phúc Châu đã khiến cho một chiếc xe cứu hỏa bị rơi xuống sông ở huyện Vĩnh Thái. Tại đây, vào lúc sáng sớm ngày thứ ba, bên trong xe có 8 người. Tính đến 5 giờ 30 phút cùng ngày, 3 người đã được cứu sống. Hiện vẫn còn 5 người mất tích. Chính quyền Phúc Châu cũng đã phải yêu cầu các cấp học từ mầm non, tiểu học đến trung học trong thành phố nghỉ học trong ngày thứ ba sau khi cơ quan khí tượng tại đây phát đi cảnh báo bão màu đỏ, mức nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo thiên tai. Trong khi hình ảnh trên các trang mạng xã hội cho thấy các phương tiện bị dòng nước cuốn trôi và một số ô tô bị mắc kẹt trong khu vực nước dâng cao. Nhiều người ở thành phố khác ở Phúc Kiến như là Hạ Môn, Trương Châu, Tuyền Châu cũng đã phải cho học sinh nghỉ học. Hàng trăm tuyến giao thông đường bộ và đường thủy đã phải ngừng hoạt động. Nhiều chuyến bay đã bị hủy tại sân bay Phúc Châu và Tuyền Châu. Các điểm du lịch và công viên đã bị đóng cửa. Các cảng giao thông ven đường và đường sông cũng bị đình chỉ. Cơ quan dự báo quốc gia cho biết cơn bão đã suy yếu và trở thành bão nhiệt đới sau khi đổ bộ vào đất liền. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày thứ hai, bão số 11 đã hai lần đổ bộ vào hai tỉnh của Trung Quốc đại lục. Hiện đã có những người mất tích do mưa lớn của bão gây ra. Trước đó, cơn bão này cũng đã đổ bộ hai lần vào đảo Đài Loan, khiến cho gần 130 người bị thương và hàng trăm ngàn gia đình mất điện. Sau khi đi qua khu vực miền nam của đảo Đài Loan, bão đi ra biển rồi hướng lên phía bắc và đổ bộ vào thành phố Cao Hùng lúc 4 giờ theo giờ địa phương. Giới chức đảo Đài Loan thông báo gần 80 người bị thương do bão số 11, không có người thiệt mạng. Các hãng hàng không đã hủy 23 chuyến bay quốc tế xuất phát từ đảo Đài Loan và 189 chuyến bay bên trong hòn đảo. Bão số 11 đã khiến hơn 217.000 hộ gia đình trên đảo Đài Loan mất điện. Một người dân sống tại đây cho biết, tôi đã sống ở đây rất lâu và tôi chưa bao giờ thấy gió mạnh đến vậy. Bão số 11 là cơn bão đầu tiên đổ bộ trực tiếp vào hòn đảo này trong vòng 4 năm qua. Trước khi bão đổ bộ, giới chức Đài Loan đã sơ tán hơn 7.000 người tại các khu vực có nguy cơ cao. Một số chuyên gia khí tượng của đảo Đài Loan cho biết tâm bão số 11 gần như bao quanh thành phố Cao Hùng trong đêm. Khi di chuyển dọc theo bờ biển phía tây nam của hòn đảo, bão số 11 suy yếu do ảnh hưởng từ địa hình trong khu vực. Tuy nhiên, cơ quan dự báo quốc gia thông báo cơn bão số 11 là cơn bão cuối cùng đổ bộ vào Trung Quốc trong thời gian này. Sau bão số 9 và số 11, cơn bão mang tên Kirogi, cơn bão số 12 sẽ tiếp tục ảnh hưởng. Bão số 12 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc và phía Nhật Bản trong vài ngày và dự kiến sẽ di chuyển nhiều hơn về phía Tây trong những ngày tiếp theo. Vì đang di chuyển vào vùng nước mát hơn và không có nhiều năng lượng nên bão số 12 ít khả năng mạnh lên.
nhưng sẽ gây mưa. Hiện tại đang là cao điểm của mùa mưa bão Tây Thái Bình Dương, vì vậy có khả năng sẽ sớm có thêm nhiều cơn bão nữa. Thưa quý vị, cùng với diễn biến của bão số 11 áp thấp nhiệt đới Yamen, được dự báo sẽ di chuyển về phía Bắc theo hướng Đông Bắc ra xa Philippines. Áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng trực tiếp đến Philippines, tuy nhiên áp thấp nhiệt đới cùng với bão số 11 đang tăng cường gió mùa Tây Nam cho quốc gia Đông Nam Á. Theo thông tin mới nhất từ cơ quan thời tiết Philippines Pagasa cho biết, tâm áp thấp nhiệt đới vào lúc 4 giờ sáng ngày thứ Ba ước tính cách bắc đảo Luzon của Philippines 925 km về phía đông với sức gió tối đa 45 km/h, ở gần tâm giật 55 km/h và áp suất trung tâm 1002 HPA. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển chậm về hướng Bắc, với gió mạnh trải dài từ 150 km tính từ tâm. Hiện Philippines chưa phát tín hiệu gió bão nhiệt đới nào với áp thấp nhiệt đới mới nhất vừa hình thành. Theo Pagasa, áp thấp nhiệt đới này không ảnh hưởng trực tiếp đến Philippines, tuy nhiên áp thấp nhiệt đới cùng với bão số 11 đang tăng cường gió mùa Tây Nam cho quốc gia Đông Nam Á này. Do đó, mưa thường xuyên được dự báo xảy ra ở phía tây của Luzon trong 3 ngày tới. Dự báo thời tiết của Pagasa lưu ý, do dạnh áp thấp nhiệt đới của nó trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác ở khu vực Batanes, Cagayan và Isabeli. Do mưa vừa tới mưa to, những khu vực này có nguy cơ xảy ra lũ lụt hoặc sạt lở đất. Cùng với diễn biến của bão số 11, áp thấp nhiệt đới này được dự báo sẽ di chuyển về phía bắc theo hướng đông bắc ra xa Philippines. Do đó, tại Philippines, gió mùa Tây Nam được dự báo sẽ suy yếu trong tuần. Áp thấp nhiệt đới ít có khả năng gây ra tình trạng biển động trên bất kỳ vùng biển nào của Philippines trong giai đoạn dự báo. Tuy nhiên, do gió mùa Tây Nam mạnh lên một chút nên cảnh báo gió giật áp dụng với các vùng biển phía Bắc của Luzon, bờ biển phía Tây của Trung Luzon, bờ biển phía Tây và phía Nam của Nam Luzon và bờ biển phía Tây của Bisaya. Áp thấp nhiệt đới được dự báo sẽ ở xa đất liền Philippines và có thể rời khỏi vùng biển trách nhiệm của Philippines. Ngay trong tối ngày 28 tháng 9 hoặc ngày 29 tháng 9, dưới dạng bão nhiệt đới rời vùng biển Philippines, áp thấp nhiệt đới này sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc hoặc Bắc Đông Bắc về phía vùng biển phía Nam của Nhật Bản. Vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tin mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.